20 đến 25 triệu có option nào ngon không anh? Rồi, ngon nhất trong tầm giá này thì có lẽ bạn nào cũng biết, đó chính là những chiếc iPhone 14 Pro Max. Chưa bàn đến về giá, đầu tiên đó là về thiết kế thì chiếc iPhone 14 Pro Max này không khác gì những chiếc iPhone 15 Pro Max. Điểm khác biệt lớn nhất ở hai chiếc iPhone này đó có lẽ là cái thân vỏ. Với iPhone 14 Pro Max chúng ta sẽ có thiết kế viền kim loại chắc chắn hơn, còn với iPhone 15 Pro Max là viền titan nhưng lại dễ móp hơn. Tiếp đến là về hiệu năng thì không chỉ ở năm 2024, 2025 hay 2026 thì đây vẫn là một chiếc iPhone đáng mua với thời lượng pin trâu, màn hình lớn. Cuối cùng đó là về giá thì thời điểm hiện tại những chiếc iPhone 14 Pro Max này đang có mức giá khá là ok, chỉ loanh quanh từ 21 củ là anh em đã có thể sở hữu. Yes. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn những chiếc máy hàng lưu trần như trên tay mình đây. Giá của nó sẽ cao hơn hàng line new một chút nhưng đổi lại đây là một chiếc máy mới và các bạn hoàn toàn yên tâm kể vào hình thức lẫn nội dung. Option thứ hai, nếu em có thể cố thêm một chút thì nên lựa chọn những chiếc iPhone 15 Pro Max. Chỉ với hơn 26 củ thôi anh em đã có thể sở hữu được ngay một chiếc iPhone 15 Pro Max hàng lưu trần. Những chiếc máy này nó là hàng mới kích hoạt nhưng chưa sử dụng. Anh em có thể check trực tiếp vào trên máy số lần sạc của nó thì từ 0 đến 1 lần. Với option này thì nó không kém gì hàng lưu xin mà tiết kiệm cho anh em từ 3 đến 4 củ nha.